em xin chào tất cả các bác nhé. Buổi sáng hôm nay em lại tiếp tục lên một cái video về cụ Di Lạc để bàn cho các bác cùng tham khảo nhé. Một cụ Di Lạc để bàn được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến các bác nhé. Được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến ạ. Một cụ Di Lạc khá là to các bác nhé, khá là to và nặng, rất là nặng luôn. Hàng đặc liền khối các bác nhé, hàng đặc liền khối. Di Lạc được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến. Sản phẩm với chiều ngang là 58 các bác nhé. Chiều ngang là 58 này. Và chiều cao là 35, chiều sâu là 30 các bác nhé. Chiều sâu là 30. Đây em quay mặt trước mặt sau cho các bác cùng tham khảo nhé. Một cụ Di Lạc để bàn rất là đẹp luôn các bác nhé. Cụ rất là hoan hỉ, rất là tươi luôn. Lên cho em là mã sản phẩm 01 các bác nhé. Mã 01 này, giá là 4 triệu các bác nhé. 4 triệu này, 4 triệu các bác ơi. Lên cho em là mã 01 các bác nhé. Được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến, với kích thước chiều ngang là 58 này, chiều cao là 35, chiều sâu là 30 các bác nhé. Sâu 30 ạ. Hàng đặc liền nguyên khối các bác nhé. Các bác nhìn này, những cái bìu hoa nu này. Đấy, bao tiền là hoa nu nhé. Kể cả người cụ có hoa này. Đấy. Và đặc biệt hơn là cái phần bên đây hoa rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Hoa rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng được BU hoàn thiện rồi các bác nhé. Đã BU hoàn thiện rồi. Cái này nhà em BU bóng mờ nhé. BU 100, bóng mờ 100 nhé. Các bác nhìn nó thật gỗ hơn nhá. Thật gỗ hơn ạ. Được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến các bác nhá. Lên cho em là mã 014 triệu. 014 triệu các bác nhá. Đấy, bác nào thiện chí thì mình có thể inbox cho em qua số 0966 328 128, kết bạn Zalo với em nhá. Hoặc là mình có thể inbox trực tiếp qua tin nhắn cho em. Lên cho em là mã 01 kèm số điện thoại các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Các bác mà nhìn ngoài mắt thực tế thì rất là đẹp nhá. Đây. Đó, đây quay sát cho các bác cùng xem này. Đây, rất là đẹp luôn nhá, không lỗi lầm gì đâu các bác nhá. Đấy, hàng đặc liền nguyên khối để bàn thì rất là đẹp, ok các bác nhá. Đó. Đấy, bác nào thiện chí thì mình lên cho em là mã 01 kèm số điện thoại nhá. Được làm từ chất liệu gỗ lu nghiến. Các bác lưu ý cho em là tất cả những cái sản phẩm bên em mình đều phải chuyển khoản đặt cọc. Hoặc là chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao ship nha các bác nhé. Cái hàng này rất là nặng. Đấy, các bác thông cảm nhé. Ok ạ.